Tâm chào cả nhà nhé. Thì đầu video Tâm xin gửi lời cảm ơn gia đình mình đã luôn đồng hành và theo dõi video của Tâm. Thì cả nhà ơi, hôm nay là hiện tại là Tâm đang có mặt ở chỗ này á, là thuộc Châu Thành, An Giang á cả nhà. Đây, thì đi với Tâm là có em Sinh. Em Sinh ơi. Chào cả nhà. Và sau lưng em Sinh là em Triền á cả nhà. Thì hiện tại tình hình hôm nay á, là ba anh em có mặt ở quầy đồng này á, là buổi chiều hôm nay á, đi dò tình hình là dò đồng để tìm chỗ tối mình bắt ếch đó cả nhà. Đây nè, cả nhà thấy sau lưng người ta một là bà con người ta cày rồi đó. Người ta cày ruộng hết rồi, người ta chuẩn bị người ta xả lúa á. Thì này nè, tình hình này là tối nay có ếch đó cả nhà. Theo em Sinh thấy tình hình sao Sinh? Ếch nhiều lắm á. Tại vì ba em điện cho hay là ếch nó kêu dữ lắm nhiều. À, là ba em Sinh điện cho em Sinh nói là ếch kêu nhiều lắm cả nhà, thành ra là mấy anh em hôm nay là tranh thủ về quê em Sinh. Sáng giờ chạy mấy trăm cây số mới về tới đây cả nhà ơi, tối nay nó hết. Bây giờ mình tranh thủ thời gian mình dò tình hình dưới đây cái đi nha, coi coi cái chỗ nào mà tối nay mình thích hợp mình bắt nhất á. Cái đám ruộng bên đây cả nhà là có nước nhiều hơn đám bên đây nữa nè. Em Sinh ơi, theo em ở dưới đây từ hồi nhỏ tới giờ á, em nhìn thử coi là bên đây nước nhiều với bên đây là nước ít á, bên nào là nó sẽ dễ bắt hơn? Cái đám bên đây dễ bắt hơn nè, tại vì cái đám bên đây là gian bằng hết rồi, còn cái đám bên đây là nó còn gồ ghề phải không? Còn gồ ghề lắm à, đồng. Nhưng mà sới chống gì hết trơn là rất là dễ bắt. Bữa đó có đi chiến mà gạ không khó bắt có cả nhà. Bữa nay ở đây rồi. Ui da, kiến lửa hả? Này đây chống dễ bắt nè. Tối nay anh em cố gắng là quay thật nhiều, bắt thì nhiều ếch cho cả nhà xem. Cả nhà cùng chờ đợi nha. Rồi bây giờ là anh với em Triền lên, mình lấy xe mình chạy vòng vòng qua phía bên cánh bên kia nữa. Đây rộng lắm, bây giờ mình dò vòng vòng để Tâm coi cho thích hợp. Ok, có gì mà cả nhà cùng tối nay cùng theo dõi và đón xem anh em trải nghiệm bắt ếch ở quê em Sinh tại An Giang nha. Đây. Nấp. Dính đực một con đầu tiên xa xa cả nhà có thể nghe cái nó kêu quá chừng luôn á. Trời ơi, cái túi này vô chừng đi kiếm tiếp nữa thôi. Xa xa kêu quá chừng luôn. Chút nữa Tâm thấy được con mắt nó Tâm gọi cho cả nhà xem nha. Nó thấy nó đầy đầy rồi. Đây. Hụp hả? Mới đây mà hụp xuống rồi nè cả nhà. Cái nhỏ kìa cũng im à. Vô chút nữa Tâm lấy ra một lần một cho cả nhà mình xem nha. Đây Tâm bỏ vô trong cái túi nó gọn gọn á. Tâm gọi rồi thấy mắt không? Mấy người con này thấy nó cũng không có bự mấy, nó nhỏ không à cả nhà. Nhỏ hơn mấy con bữa Tâm đi cắm câu nữa. Mấy đây hộp đâu nữa rồi. Đây, thấy rồi cả nhà. Một con ếch nằm dưới nước nữa. Trời ơi, bị cục cái giò. Ơ, cục giò cái nhà ơi, con gì cáo nữa nè. Rồi thả nó nha. Cục cái giò thả nó. Chạy liền luôn. Đây. Đó lặn. Đây nè, nè. Lặn.
một con nữa ít cái cả nhà, này ít cái. Vô vô thôi, nó kêu đi qua rồi, nó kêu phía sau lưng nè. Gà này khó kiếm nó thiệt chứ, mới thấy nó nè. Đây này, dính. Ôi rồi, ngon ghê cả nhà. Ít đực này bự ghê nè, núp trong rạ khó kiếm lắm. Đây nó chết hả, dính đợt nữa. Bây giờ tâm đi, tâm nghe nó kêu á, tâm đi heo nó cả nhà. Cũng ngon ngon không bộ, ít đực nãy giờ chưa có ít cái, bị bây giờ là mới tầm khoảng cỡ 11 giờ rưỡi à. Chút phía nữa, hy vọng phía là sẽ bắt được ít cặp đó cả nhà. Vô kiều quá chừng luôn, chút nữa tầm thấy mắt nó tầm quay tiếp nha. Thấy nó hợp lặng này rồi. Đây ha, một cặp luôn cả nhà ơi. Giờ ếch bắt cặp rồi nè. Nè tôi mở đèn sáng lên nè. Quá đã. Một cái không bự mấy. Cặp ếch đầu tiên của tâm luôn. Hồi nãy giờ bắt con lẻ không à, giờ mới có đựng cặp. Ngon ghê ta. Cái gì tới đây. Nè, nãy con nào có trứng nữa nè. Tôi mới phát hiện ra một con nữa cả nhà. Dạ mình khó thấy nó ghê ta. Đây nè, núp này nè. Ít đực, ít đực, ít đực. Vàng cháy luôn cả nhà ơi. Đùi nè, mới không? Rồi còn con nào nó chụp luôn à. Đây núp, núp này nè cả nhà. Hết đợt nữa. Đây nó rồi cái này nhiều ghê. Rồi nãy giờ tầm chụp cũng nhiều lắm trong này. Đây hơi khó thấy cái mắt ếch, thì tâm đứng mấy kẻ kẻ vậy nè, cái tâm rồi thấy mắt là đi lại thôi cả nhà. Trốn núp.
này bự nè cả nhà. Này cho ít cái. Rồi. Lặn này, lặn này. Lặn đây nè. Nè. Dính. Đây. Nó bự à. Ít cái. Ngon. Được. Trời, còn kêu quá chừng cả nhà. Mới thấy nằm rồi rã hấp này đâu rồi ta. Đây đây đây. Lết vô tới đây. Lết vô con này. Hàng gì kiếm không có. Rồi thấy nằm vào đây. Lết vô tới đây. Vô. Tiếp tục cả nhà ơi. Núp hả? Núp một giò nữa trời. Có một giò không à? Để lại nó nữa. Thả nó nha cả nhà. Một giò. Một giò ít cái. Đây. Trốn này. Trốn này. Cái. Cái ngon quá cả nhà. Mời không? Cái đã rồi. Còn kêu quá chừng. Xa xa đó có đèn người ta đi bắt nắng kìa. Được. Nãy giờ cũng nhiều lắm anh nè. Quá chừng luôn. Mới thấy mắt. Mới thấy được con mắt này nữa nè cả nhà. Đây. Nè. Núp này hả? Núp. Cái nữa. Cái bộ bữa nay là trúng rồi cả nhà ơi. Hai giờ mấy rồi vậy mà chưa gặp ít cặp nhiều nữa. Bắt được nãy bắt được có một cặp kia xong cái tới giờ luôn toàn bắt con lẻ không à. Đây nè. Nứt đây đực nè. Đực ơi. Ủa đâu rồi? Đứng im cả nhà ơi. Để nước nó đục lên là hết thấy nó. Nó mới đây nè. Ủa. Đây nè. Kiếm nó nãy giờ nó chung vô đây nè cả nhà. Nè ha, nè. Lần này là hết chạy nha, chú. Lần này là chú hết chạy nha. Vô. Đây đây. Chạy. Chạy. Cái. Đấy, không thấy hết cái khủng. Cái bông đẹp ghê cả nhà. Vô.
mới đầy đâu rồi. Đây, đây, lặn, lặn dưới đây nè. Ít đực nữa cả nhà. Rồi chưa, cái đám này dễ bắt hơn đám nãy nè. Thì cái nhà ơi, sao cái rạ nó hấp á, nứt. Ừ, lội. Lội. Con này ngon nè cả nhà. Bự chưa? Cá này ngon. Vô. Rồi, cũng vừa hôm luôn ha. Lội nguyên một đêm cả nhà ơi. Giờ là quá đuối luôn rồi. Giờ là mấy anh em tầm với sinh với triền là giờ vô. Mấy anh em nấu mì ăn. Rồi chuẩn bị tranh thủ rút về. Tình hình giờ là chắc tầm cũng khoảng gần 4 giờ rưỡi rồi. Sáng rồi. Cà gái cả nhà. Giờ nhóm nhóm cái nữa là trời hầm sáng luôn rồi. Đây, cái sản phẩm của Tâm để Tâm chuyển màn hình về cho cả nhà mình xem nha. Đây xin nha. Hôm nay Tâm thu hoạch cũng được một mới rồi. Đuối luôn. Chạy hết biết bao nhiêu con đây. Kéo vỏ lại để nó nghỉ rồi. Mấy anh em nay thu hoạch cũng khá khá cả nhà. Nói chung là nó cũng gọi là nhiều á. Thì bây giờ là tranh thủ ba anh em là ăn mì cái là rút về. Cũng trời cũng gần sáng rồi. Nhìn xa thấy hòm sáng rồi em. Cái này gần 5 giờ chút xíu nữa sáng rồi. Thôi chắc Tâm cũng xin ngưng cái video tại đây nha cả nhà. Thì Tâm và em Sinh cũng như em Triền cũng cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng mấy anh em. Cho Tâm gửi lời chào đến cả nhà mình nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà.